Bộ ảnh cưới được đoàn văn hậu mới đăng tải trên trang cá nhân của mình nhận được lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng. Trong đó, chiếm spotlight lại là biểu cảm của bố cô dâu khi chứng kiến con gái bước vào lễ đường. Ngày 26 tháng 11 vừa qua, lễ cưới của đoàn văn hậu và Doãn Hải My tại Hà Nội đã được diễn ra linh đình cùng với sự tham dự của rất nhiều khách mời đình đám. Dù có sự hiện diện của nhiều gương mặt nổi tiếng như dàn cầu thủ bóng đá, diễn viên, ca sĩ, doanh nhân mở, áo mặt nhưng mặc nhiên cặp vợ chồng son văn hậu, Hải Mi vẫn sáng bừng bừng giữa buổi lễ, không hề bị bất cứ một vị khách nào lu mờ. Nhan sắc của cặp đôi trong lễ cưới khiến nhiều người phải hết lời khen ngợi vì cứ như hoàng tử, công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Sau đám cưới 3 ngày, đoàn văn hậu mới đây đã tung bộ ảnh cưới của cặp đôi. Dù chỉ là những khoảnh khắc được chụp ngay trong lễ cưới nhưng hai vợ chồng cầu thủ với vi rùa phát sáng, cứ như nam nữ chính phim ngôn tình. Ngay sau đó, bài đăng của đoàn văn hậu đã nhận về lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng. Dưới bài viết có rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè đồng nghiệp của cặp đôi. Ngoài chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm của cặp đôi thì cộng đồng mạng còn đặc biệt chú ý biểu cảm của một nhân vật xuất hiện trong bộ ảnh cưới này. Không ai khác, đó là bố của Doãn Hải Mi. Có vẻ như chính Đoàn Văn Hậu cũng cảm thấy hình ảnh này quá đỗi đáng yêu nên đã cố tình chia sẻ. Cụ thể, chỉ xuất hiện trong vài tấm ảnh và ở vị trí làm nền nhưng bố cô dâu đã chiếm trọn spotlight nhờ những biểu cảm như mất sổ gạo. Ngay lập tức những tấm hình này đã gây bão mạng nhiều người để lại bình luận hài hước ảnh này kiểu ôi thôi thế là nó dắt con gái tôi đi mất rồi nhìn ánh mắt người bố giống như từ nay con bé sẽ không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày nữa rồi ông bố đang nghĩ tự dưng bị cướp mất đứa con gái bé bỏng nhìn ánh mắt bố đúng kiểu không nỡ nhìn con gái đi lấy chồng ấy mà bố nhìn giống vũ ghé á quả thật ánh mắt của bố doãn hải mi khó giấu được một chút buồn nhiều chút thương đôi chút không nỡ khi chứng kiến con gái rượu bước vào lễ đường Trước khi lấy chồng, Hải Mi luôn được bố yêu thương hết mực, đặc biệt cương chiều vì là con gái đầu lòng, cũng là đứa con gái duy nhất trong gia đình ba con. Bố doanh nhân luôn đồng hành cùng con gái trong mọi hành trình, cũng là người đã truyền cảm hứng cho việc kinh doanh của Doãn Hải Mi sau này. Được biết, bố vợ của nam cầu thủ từng nổi danh khi là dân chơi hip hop đời đầu. Tuy bây giờ đã ở tê, tuổi trung niên nhưng trông ông vẫn còn trẻ trung, phong độ với gu thời trang sành điệu, chất chơi. Doãn Hải Mi thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố khi có thể chơi đàn, hát, vẽ tranh. Và cũng chính vì thế mà ông tỏ ra rất ủng hộ khi con gái thi hoa hậu, theo đuổi những dự định về nghệ thuật của mình. Tiệc cưới tại Hà Nội, cô dâu Doãn Hải Mi đã diện tổng cộng 4 bộ váy cưới cho phần đón khách, làm lễ, đi bàn và nhảy giao lưu với các khách mời. Lúc đón khách, người đẹp đã chọn thiết kế dáng đuôi cá, có điểm nhấn là những đường xếp nếp quanh cơ thể và phần đuôi xếp lớp bồng bềnh. Váy cưới cúc ngực được Doãn Hải Mi lựa chọn đến từ thương hiệu đồ cưới nổi tiếng trên thế giới, có giá 2.640 bảng, hơn 80 triệu đồng. Để tăng thêm vẻ thướt tha, Hải Mi đã lựa chọn kết hợp với khăn voan ngắn và trang điểm tông hồng nhẹ nhàng, trong trẻo. Điểm nhấn giúp người đẹp sinh năm 2001 nổi bật là trang sức đeo cổ sang trọng, đắt tiền.